chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Cát Cứng. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các chị yêu về một cái dòng sản phẩm. Đây là dòng sản phẩm là serum của Ordinary. Cái dòng sản phẩm này là của Hàn Quốc, chính hãng 100% luôn. Đặc biệt là dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm là serum dưỡng mắt. Cái dòng sản phẩm này xài rất là ok đối với những chị mà có cái vọng mắt này, hoặc là cái mắt của mình đang bị thâm đen rồi xỉn màu, hoặc là nhăn da vùng mắt nè, thì có thể sử dụng cái dòng sản phẩm này cực kỳ an toàn luôn. Đặc biệt là dòng sản phẩm này rất là nổi tiếng, và cái công thức của nó chứa hàm lượng keo 5% tinh chất cà phê cùng với chiết xuất của EGCG là tinh khiết từ lá trà xanh. Các nghiên cứu độc lập cho thấy sử dụng cái dòng sản phẩm này bôi ngoài da làm giảm sưng vòng mắt và làm giảm quầng thâm quanh quầng mắt nè, đây quầng thâm mắt nè, thì mấy chị sử dụng nó rất là ok, cũng như là nó sẽ giảm hẳn cho mấy chị luôn nha. Đặc biệt là dòng sản phẩm này á, nó rất là nhạy cảm đối với ánh nắng mặt trời. Tức có nghĩa là cái dòng sản phẩm này á đã được đóng bằng cái chai lọ là kín màu rồi, nhưng mà khi mà các bạn á, sử dụng hoặc là bảo quản cái sản phẩm này thì tránh nơi ánh nắng mặt trời chiếu vào nha. Đặc biệt là dòng sản phẩm này nè, mấy chị sẽ rửa mặt cái vùng mắt nè, rửa cái vùng mắt thật là sạch, sau đó là thoa mỗi ngày 2 lần thì sẽ có một cái vùng mắt không có bị gọi là ban da, cũng như là sẽ giúp cái vùng da mắt, nuôi dưỡng vùng da mắt được căng được mịn hơn, và đặc biệt là nó sẽ giúp cho cái phần da mắt của mình được đẹp hơn, ngăn ngừa vết nhăn rất là hiệu quả nha. Cái dòng sản phẩm này là cực kỳ hiệu quả luôn. Khi mà mấy chị sử dụng cảm thấy rất là thích, sau một tháng sử dụng thì cảm thấy cái quầng thâm mắt của mấy chị sẽ được giảm rất là mạnh, rất là nhiều, cũng như là cực kỳ an toàn luôn. Chị nào mà muốn mua cái dòng sản phẩm trị thâm mắt này của The Ordinary này, hàng của chính hãng của Hàn Quốc này, thì có thể là liên hệ sớm cho em qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Lít chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là qua cái Zalo bên em qua số là 0355838057, hoặc là mấy chị có thể là liên hệ qua cái trang Bayer bên em là mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cứng nha, sẽ được xem rất là nhiều cái sản phẩm khác nhau bên cái trang đó nha. Và bây giờ em sẽ mở cái chai này ra cho mọi người thấy về cái chất tinh chất serum bên trong của nó nha. Đó, cái dòng sản phẩm này bảo quản kỹ ghê luôn á. Nếu mấy chị sử dụng thì hãy nên là gọi là rửa sạch vùng mắt, và sau đó là mấy chị sử dụng là tránh ánh nắng mặt trời ra nha. Đây, nó có tinh chất từ lá chè và những cái tinh chất từ cà phê, nên cái chất bên trong của nó này, serum bên trong của nó hơi màu vàng vàng như thế này nha mọi người. Đó, mỗi lần mấy chị nhỏ từ 2 giọt, sau đó mấy chị 2 giọt nha, mỗi bên là 1 đến 2 giọt, là mấy chị sẽ massage theo vùng này nè, sẽ giúp cho cái vùng mắt của mấy chị sẽ chống nhăn mắt nè, cũng như là cái gọi là vòng mắt, cũng như là cái quầng thâm mắt nó sẽ giảm đi rất là nhiều luôn. Đặc biệt là dòng sản phẩm này khi mà mấy chị sử dụng là mấy chị sử dụng và bảo quản nơi không có ánh nắng mặt trời chiếu vào nha, tại vì cái dòng sản phẩm này á nó rất là kỳ với ánh nắng mặt trời. Đặc biệt là dòng sản phẩm này xài trong vòng hiệu quả trong vòng 1 tháng thì mấy chị cảm giác là cái vùng da mắt của mấy chị sẽ được hoàn toàn cải thiện, cũng như là biến mất những cái vết thâm, vết nhăn trên cái vùng mắt, cũng như là đem lại cho mấy chị một cái đôi mắt rất là tự tin và rất là đẹp nha. Hãy nhanh tay sở hữu cái dòng sản phẩm của The Ordinary này. Dòng sản phẩm này chuyên đặc trị về thâm mắt và vòng mắt, cũng như là vùng nhăn của mắt nè. Thì chị nào mà đang có những cái dấu hiệu của đó thì hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu một cái đôi mắt đẹp và tự tin hơn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.